MU tìm viện binh cho Ten Hag, trở lại thương vụ Rabiot, quyết chiêu mộ tháng 1. Mùa hè 2023, MU đã đem về hai tiền vệ. Đội chủ sân Old Trafford chi ra 60 triệu bảng để chiêu mộ Mason Mount từ Chelsea, sau đó mượn cộng thêm điều khoản mua đứt Sofyan Amrabat của Fiorentina. Tuy nhiên, hàng tiền vệ MU vẫn bộc lộ nhiều vấn đề nan giải. Casemiro xuống phong độ thê thảm, Mount hòa nhập quá chậm nếu không muốn nói là gây thất vọng tràn trề, trong khi Eriksen đã luống tuổi và mức độ đóng góp cũng hạn chế. Vì lẽ đó, MU phải tính đến phương án tăng cường nhân sự, thậm chí ngay từ bây giờ. Và một cái tên đã trở nên quen thuộc với các Man United trong những năm gần đây, đó là Adrien Rabiot. MU từng đạt được thỏa thuận với Juventus về việc chiêu mộ tiền vệ người Pháp trong hè 2022. Vì nhiều lý do, thương vụ không xảy ra. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford chưa từ bỏ khả năng chiêu mộ tiền vệ Rabiot. Đáng chú ý, Rabiot sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2024. Juventus cũng muốn đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ này. Dù vậy, ngôi sao người Pháp chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tuy nhiên, kế hoạch của MU sẽ không dễ dàng trở thành hiện thực. Bởi lẽ, một đội bóng đang được đầu tư mạnh mẽ là Newcastle cũng sẵn sàng cạnh tranh tiền bạc với Quỷ Đỏ, trong khi cả hai đội đều có vé dự Champions League như nhau. Thậm chí, chơi cho Newcastle thì sức ép còn thấp hơn là việc chơi cho MU. Bởi vậy, MU dự định sử dụng 2 tuần tập trung đội tuyển quốc gia để sớm chốt thương vụ này. Nguồn tin của tờ Manchester Evening News cho hay, giám đốc điều hành Richard Arnold được quyết định sẽ tập trung nguồn lực, nỗ lực đạt mức phí chuyển nhượng với Juventus do sắp hết hợp đồng. Ngoài ra, Quỷ Đỏ dự định sẽ ngồi vào đàm phán với bà Veronique Rabiot, mẹ và cũng là đại diện của Adrien Rabiot.